đây chứ cứ làm bình thường thôi. Tên là gia đình em cảm ơn tất cả các ban ngành đoàn thể đến động viên giúp đỡ gia đình em. Mưa thì từ đêm, từ 5 giờ sáng đến cho đi là mưa tăng đến 8 giờ là trời mưa rất to. Lượng mưa nước trên kia nó tạo thành một cái dòng suối, từ trên kia nó chảy về. Sau đó tạo thành dòng suối, bắt đầu theo đà dòng suối sụt mưa hẳn vào tảng đất khoảng 200 khối. 200 khối sụt và nó đẩy toàn bộ cái nhà này ra đây, và bên kia là có mấy tảng đá to, mỗi tảng đá khoảng 20 khối. Nó đẩy toàn bộ cái nhà bên ra, còn bên ấy đẩy lùi toàn bộ cái nhà này ra bên kia trước này. Thấy chưa? Đây thì nhà này xây một cái cũ, trước đấy ở đấy nó có một cái kè rộng 3 mét, dài khoảng 10 mét, cắt toàn bộ nhà, nhưng mà nó lớn quá, nó mạnh quá, nó trôi, nó đẩy toàn bộ cái nhà ra đây, thấy chưa? Cháu bây giờ thiệt hại toàn bộ hiện đại trong nhà này, một cái bộ bàn ghế tủ tất cả trị giá khoảng 200 triệu không lấy được gì, thiệt hại người thứ hai, nhưng toàn bộ tài sản gồm một tủ lạnh, bàn ghế tất cả trị giá khoảng 200 triệu đang nằm trong nhà hiện nay. Đã hôm qua bàn là cái phương án tháo dỡ, không tâm tháo dỡ, không đảm bảo được an toàn, rất nguy hiểm. Hôm qua cũng bàn đấy, nhưng bây giờ chưa biết cách tháo gỡ mà. Là mấy giờ? Lúc bây giờ là 8 giờ. Bắt đầu là quần nhà bắt đầu xong. Chú kể lại chi tiết lúc đấy chú chứng kiến như thế nào và chú... Chú biết lúc là mưa rất to, để mưa to lắm. Cái suối kia nó chảy như một con thác hùng dữ. Không ai ở bên đây cứu hộ chịu. Cái nước chảy đây như là một hung thần. Sợ lắm. Kinh quay cứu hộ em đến đây mà. Thế từ từ nhìn còn nguyên từ từ thật. Là tất cả cái đường đá này cứu một mái nhà để hết lên. Sắp hết cả một ngày luôn. Chạy đến còn mua xây mỗi cái túi à. Không cho em mua cái túi hiệu thôi. Cái thứ là tạp trà. Còn giấy tờ xe cộ rồi tiền nong tài sản gì không khơi lên một gì hết. Chạy mỗi người là. Nếu mà hôm nay là đêm nhá thì chết hết. Như ban ngày. Mày là ban ngày. Thế ban ngày mình như thế mình thấy nguy hiểm thì mình di rời đi hay sao? Di rời chứ, cứ xem bên kia ngồi nhìn chứ. Còn có mưa nhìn chứ. Vậy mà có mưa mình nhìn thôi, đây này, đi đây để lũ to lắm. Tức là mình cũng chứng kiến luôn cái khoảnh khắc mà sập đấy. Bao nhiêu tài sản này đi chịu gì? Bao nhiêu chú hộ đây mà chịu không dám đến chứ gần luôn. Thế thì nhà mình ở đây lâu chưa chú? Đây lâu rồi, 8 năm. 8 năm rồi. 8 năm rồi. À, tức là mình về đây là mình xây nhà. Đây cái này chủ.
Đây là em vợ tôi đây. Nhà tôi chỉ ngập cái bụng thôi. Đất đai rồi. Nước tôi thua bà thì cái đấy thì tôi khắc phục ngay. Tại vì trên kia nước nó chỉ ngập đến con chung cầu trên cái gì ngập đây thôi. Qua nhà cửa trong nhà có cái gì thôi. Ở đây thì ngập đến đâu chú? Đây á. Đây chỗ này ngập như chỗ này là kín hết. Đây nhìn cái tường kia. Chỗ này như một con sông. Dạ. Như là một con sông. Ôi, cô chú cũng nhìn được, quay đi quay lên đây được ấy. Vâng. Thì cũng người chứng kiến đây thôi, còn không đeo đâu, tắc hết. Vâng. Vậy làm gì mà đại ông chủ luôn. Vâng. Thế thì các cái đây đồ đạc nhà mình thì nó mất thôi, nhà mình không di chuyển được. Không có một cái gì trắng cả. Còn tất cả lúa gạo thóc lợn gà, còn không còn cái gì trắng tay được. Đây cái dọ lợn vẫn làm kia, chưa lấy được, cô lấy được cái gì ạ? Đấy, bị vùi lấp à? Vâng, vùi lấp hết thì đang lôi ra. À, không. Hai chủ nhà ở nhà này, cái chủ nhà nó không biết là mình sẽ cho người ta. Chết rồi, nhưng mà hiền. Chú mới sửa xong nhà trong kia rồi, khi còn không ở. Thank you.